Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 381 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, ở bên cạnh chiến trường, Ma Kha đạo quân mở to mắt nhìn lại, chỉ thấy hai vị đạo quân quấn lấy nhau. Sau vài hiệp, Định Quang Ma Đế đã bại, hắn thầm nghĩ. Nữ nhân của Nguyên Thủy Thiên Tôn quả nhiên lợi hại, là một nhân vật không tầm thường, đã có khí tượng của Nguyên Thủy Thiên Tôn năm xưa rồi. Thế nhưng Định Quang, Nguyệt Bột, Trung Thiên đều có đại nhân vật ẩn sau lưng mình, sao mà chịu lui binh đấy? Ta cũng nên đi nhờ vả Vân Liên. Mà sao? Không tốt rồi. Lão thái bà kia cũng ở đây sao? Ma Kha nhìn thấy một người đứng bên cạnh Vân Liên, không khỏi dùng mình một cái, vội vàng xoay người rời đi, không dám do dự một chút nào. Quỷ bà Thiên đứng bên cạnh Vân Liên nữ đế, đột nhiên cảm giác bị người thăm dò, lập tức nhìn qua, thế nhưng không thấy ai, lòng thầm nghĩ. Hình như có người quen biết cũ của lão thân, tên là Ma Kha kia thì phải. Vì sao lão gia hỏa kia không dám lộ diện đây? Ma Kha vội vàng rời đi thật nhanh, trong lòng nhảy loạn, thình thịch thầm nghĩ. Như vậy không thể đi Vân Liên Tiên Đình được nữa rồi, nếu không lão bà kia nhất định sẽ nhìn ra la lịch của ta. Một khi đã như vậy, không bằng tự mình xây dựng một đại giáo, chơi trò tranh hùng thiên hạ vậy. Đạo Táng cũng là một thế lực không nhỏ, ta lại lấy được thân thể thần mẫu đạo quân từ chỗ tịch diệt đạo nhân, tạo hóa xuất chúng đa phóng mục nhân cùng tịch diệt thú, thống nhất hai giới cũng không khó khăn gì. Không qua bao lâu, trong ma giới xuất hiện một giáo môn tên là Mạt Nhật giáo, giáo chủ tên Mạt Nhật đồng tử, thế lực khuếch trương mạnh mẽ vô cùng. Thời gian chớp mắt đã qua 600 vạn năm. Năm đó sau tiên ma đại chiến, thiên môn môn chủ tham dự, Định Quang Ma Đế thua bại, Nguyệt Bột, Trung Thiên, Ma Thiên đều thu binh, lui giữ ma giới. Tiên ma nhị giới vẫn thường có chinh chiến, loạn lạc không ngừng. Mà Mạt Nhật giáo càng thêm lớn mạnh. Mạt Nhật đồng tử đã trưởng thành, được xưng tụng là Mạt Nhật giáo chủ, trở thành một thế lực không nhỏ trong ma giới. Nhưng hắn muốn chứng được đạo quân vẫn luôn thất bại, tu thành tiên đạo đạo quân, nhất định phải luyện thành đại đạo tam thiên. Cửa ải này vây khốn hắn, vẫn không cách nào mà chứng đạo được, thậm chí còn gian nan hơn thành tựu hỗn độn đạo quân. Hắn lấy tịch diệt nhập đạo, tu luyện tịch diệt tiên đạo, mà tịch diệt đại đạo chỉ có một. Khi hắn xuất thế, tia đại đạo cực mạnh rơi vào thân thể hắn, chính là tịch diệt thiên đạo. Lực cắn nuốt rất mạnh, vô luận hắn lĩnh ngộ ra loại tịch diệt tiên đạo nào đều bị đại đạo kia cắn nuốt. Bởi vậy, nếu muốn mở ra tam thiên tịch diệt tiên đạo, cơ hồ là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Mẹ nó chứ, ta bị đế cùng tôn chơi xấu rồi. Ma Kha tỉnh ngộ, trong lòng vô cùng giận dữ. Tịch diệt tiên đạo chính là cái hố sâu không đáy, được xưng là tiên đạo cực mạnh, cũng là cái hố lớn nhất, đem hắn mà hố tại thiên quân cảnh giới, vĩnh viễn không cách nào nhảy ra. Qua thêm ngàn vạn năm, tịch cứng tình chứng được đạo quân, được xưng là tôn đạo quân cuối cùng của thế hệ trước. Lại có thật nhiều người trẻ tuổi chứng được đạo quân. Trong những năm tháng về sau, thiên quân dần dần tăng nhiều, nhưng chứng được đạo quân càng ngày càng ít. Có chút bất chi bất giác, luận đạo Đại La Thiên đã qua 300 triệu năm, Ma Kha vẫn là thiên quân, không thể chứng đạo đạo quân, thành tựu xa xa không hẹn. Ta bị đế cùng tôn chê xấu rồi, hố ta cả một đời. Ma Kha lẩm bẩm nói. Một ngày này, tiên ma nhị giới chấn động, đột nhiên dị tượng tràn ra, chỉ thấy trong một tòa thần điện xuất hiện trong hư không, chính là đạo quân quả vị đại điện. Hàng vạn đại đạo tràn tới, dũng mãnh tuôn vào đạo quân quả vị đại điện. Trong tiên giới, các đạo quân lần lượt thức tỉnh, cùng nhìn về hướng đại điện, có người thấp giọng nói. Đạo không đạo nhân, chứng đạo đạo quân rồi. Đạo không đạo nhân, chứng đạo, đó là thiên tôn, thời đại thiên đạo.
là của thần Thiên Tôn mới phải. Cũng vào ngày này, ở trung ương vũ trụ hai giới có tiếng động lớn truyền tới, đại đạo dâng trào, đế uy tôn uy xuất hiện, hai đạo quả rút cục cũng định hình. Trong đạo quả, tiên đế Diệp Lân, tiên tôn Thanh Liên lần lượt đi ra. Chỉ thấy đạo quả sau lưng hai người dần dần thu nhỏ lại, như linh đan tràn đầy dị tượng bị hai thiên tôn sử dụng. Một ngày này, ba đại thiên tôn đồng thời chứng đạo. Cũng vào lúc này, hỗn độn linh đế, linh nữ, hỗn độn giáo chủ, đại diễn, hỗn độn thánh đế, trung thiên chợt tâm động, cảm giác được hỗn độn đại đạo đi tới đỉnh phong, sau đó chậm rãi suy sụp. Cổ thần thời đại đã tồn tại 2.800.000.000 năm, chính thức từ thịnh chuyển suy. Hỗn độn đạo quân là tồn tại cường đại nhất, bởi vậy là người đầu tiên cảm ứng được, cảm giác được sự kinh khủng trong chuyện này. Theo thời gian chuyển rời, uy lực hỗn độn đại đạo càng ngày càng nhỏ, hỗn độn cổ thần sẽ già yếu, cũng sẽ chết đi. Khí tức thiên nhân ngũ suy sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng phá hủy toàn bộ cổ thần. Cùng một thời gian, Tịch Diệt đạo nhân lộ ra ý cười, hắn cảm giác mình đang thay đổi thời kỳ suy yếu. Theo cổ thần thời đại suy sụp, khí tức Tịch Diệt trong thiên địa càng ngày càng mạnh, thiên nhân ngũ suy bao phủ toàn bộ hỗn độn cổ thần, mà hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Qua thêm 1.400.000 năm, thời đại tiên đạo cũng từ thịnh chuyển sang suy. Tịch Diệt kiếp sẽ phá hủy thời đại cổ thần, phá hủy thời đại tiên đạo, trung cực đại đạo của ta sẽ hoàn toàn tiến đến. Cũng trong lúc đó, trong đạo quân điện, cánh cửa phù đầy bụi từ từ mở ra, phân hồn vô cực thiên tôn sừng sững bên ngoài. Chỉ thấy từ bên trong có một vô cực thiên tôn càng thêm tăng thương cổ xưa bước đi ra, bản thể của hắn rốt cục cũng xuất quan. Rốt cục cũng đã luyện thành bảo vật này. Nếu như không có lần luận đạo tại Đại La Thiên, ta muốn luyện thành bảo vật này trong 300.000.000 năm thật sự rất khó khăn. Đại La Thiên luận đạo, đạo lý của năm đại thiên tôn khác thật sự kinh người, không thua kém ta. Phân hồn vô cực thiên tôn cười nói, thế nhưng càng tốt hơn chính là nguyên thủy đại đạo của nguyên thủy thiên tôn, thần diệu tới cực điểm. Nếu như không có nguyên thủy đại đạo của hắn, chúng ta muốn luyện thành bảo vật này chỉ sợ phải phí thêm 100.000.000 năm. Lần đó luận đạo, thu hoạch lớn nhất vẫn là thần diệu của nguyên thủy đại đạo. Vô cực thiên tôn gật đầu cười nói, nguyên thủy thiên tôn đích xác không tầm thường, thành tựu tương lai cực kỳ đáng sợ. Nhưng ta đã luyện thành bảo vật này, thực lực của ta có thể so sánh với Tịch Diệt đạo nhân trong Tịch Diệt kiếp. Hơn nữa lại có ngươi, thực lực của ta còn đáng sợ hơn hắn ta. Đại thiên tôn vĩ, nhất định là ta. Sao, đế cùng tôn sống lại rồi sao? Ồ, đạo không cũng đã chứng đạo. Xem ra, đạo không cũng hấp thu không ít ở lần đó rồi. Nói không chừng, chính là lĩnh tụ trong hỗn độn. Hắn lại chứng đạo đạo quân, thành tựu thiên tôn trong đạo quân. Hỗn độn cổ thần thời đại sẽ đi lên huy hoàng, chưa từng có từ trước thế này. Hai vô cực thiên tôn liếc nhau, cùng cười nói, sau huy hoàng chính là suy sụp, khí tức Tịch Diệt sẽ bao phủ toàn bộ cổ thần, cắn nuốt đại đạo của họ, có thể không bị đại đạo quấy nhiễu, chỉ có đạo quân mà thôi. Nhưng cuối cùng kiếp số vừa đến, đại đạo trong cơ thể đạo quân sẽ sụp đổ, vẫn sẽ chết đi. Vô luận chạy trốn tới địa phương nào, cho dù là ngoài vũ trụ cũng không trốn thoát được kiếp số của mình, khó tránh cái chết được. Phân hồn vô cực thiên tôn cười nói, địa phương có thể tránh né kiếp số chỉ có đạo quân điện chúng ta mà thôi. Đạo không quan hệ sâu xa với chúng ta, kiếp trước cũng đem một phần thần hồn của mình lưu trong đạo quân điện, nên mới không chết trong tay đế cùng tôn. Hắn cùng đế tôn có một đoạn thù hận không thể hóa giải, không có khả năng đi nhờ vả hai người bọn họ, cũng không thể đi cầu Tịch Diệt đạo nhân. Hắn chỉ có thể tới đạo quân điện lưu lại một đường huyết mạch cho cổ thần bộ tộc. Hai vô cực thiên tôn dung nhập thành một. Vô cực thiên tôn thản nhiên nói, hắn nhất định là điện chủ thứ ba của đạo quân điện chúng ta. Có hắn tương trợ, đại sự có thể làm được rồi. Đế tôn sống lại, đạo không chứng đạo, tạo nên chấn động lớn thế nào đây? Tiên ma nhị giới sôi trào, nhưng có tư cách đi chiêm ngưỡng bọn họ chỉ có đạo quân, thiên quân mà thôi. Hiện giờ trong hai giới có hơn 6.000 thiên quân,
hơn 200 đạo quân, nhân số mới sinh ra hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Càn Nguyên, Huyền Đô, Ngọc Kinh, Tự Nhiên, Thái Chân đều phi thường kích động, trước tiên chạy tới gặp mặt hai vị sư tôn của mình. Đế, Tôn, Đạo Không đều tự mở đàn, làm cho những người đến nghe giảng đạt được chỗ tốt rất lớn. Những đạo quân khác tân khổ xây dựng thế lực, nhưng khi ba người chứng được đạo quân liền nhảy thành thế lực lớn nhất trong thiên hạ. Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Kế Đô, Bỉ Ngạn Nương Nương cùng nhóm người Giang Tuyết Tình xuất thân từ Huyền Châu nhất mạch đều muốn đến chiêm ngưỡng. Đột nhiên trên đỉnh tiên giới, Đại La Thiên chấn động. Đại La Thiên mở ra, đạo quang vô tận xuất hiện. Các đạo quân xuất thân từ Huyền Châu thế vậy liền chạy tới Đại La Thiên. Không bao lâu, các thiên quân đạo quân tụ tập tại Đại La Thiên cùng nhau ngồi xuống. Hồng Đạo Nhân khom người hỏi: "Vì sao phụ thân không cho chúng ta đến tiếp Đế Tôn cùng Đạo Không vậy?" Giang Nam lắc đầu nói: "Theo lý mà nói, các ngươi nên đến bái kiến ba người họ, nhưng các ngươi đi cũng không được chỗ tốt gì cả. Các ngươi đều là Huyền Châu nhất mạch, mà Đại La Thiên lại nằm ở tầng trời tối cao trong tiên đạo. Ta còn ở Đại La Thiên một ngày, Đế Tôn cùng Đạo Không sẽ không cho các ngươi sắc mặt tốt đâu. Nếu đi bị khinh bỉ, không bằng dứt khoát không đi." Hồng Đạo Nhân, Tịch Ứng Tình đều đưa mắt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. "Đế Tôn cùng Đạo Không đều là thiên tôn, lại keo kiệt như vậy sao?" Giang Tuyết Tình cười nói: "Không phải keo kiệt, mà là mặt mũi kìa. Bọn hắn sẽ không đối phó với các ngươi, thế nhưng nhất định sẽ làm khó các ngươi." Giang Nam thản nhiên nói: "Đại La Thiên chính là tầng trời cao nhất tiên giới, ta là thiên tôn, ba người Đế Tôn cùng Bất Không cũng là thiên tôn, thế nhưng bọn hắn có ở cao tới đâu cũng không thể cao hơn ta được. Bọn hắn thân là người sáng tạo tiên đạo thời đại, là thiên tôn, há có thể cho phép những người khác ở trên đầu bọn hắn đây. Cho dù bọn hắn có thể dung nhẫn ta, mặt mũi của họ cũng sẽ khó chịu." Quân Đạo Nhân vội vàng nói: "Phụ thân, không bằng đem Đại La Thiên đưa cho bọn hắn là được. Lùi một bước trời cao biển rộng, không cần vì việc nhỏ này mà trở mặt với bọn hắn ta." "Sao? Đưa cho bọn hắn sao? Đưa cho người nào đấy?" Giang Nam hỏi ngược lại. Quân Đạo Nhân chớp chớp mắt, cũng có chút không biết phải làm sao. Tặng cho người nào, hai người còn lại cũng sẽ không thoải mái, đến lúc đó lại phải đánh nhau. "Hơn nữa đem tầng trời cao nhất tiên giới đưa cho bọn hắn, mặt mũi của ta để ở đâu?" Giang Nam cười lạnh nói: "Ta cũng là thiên tôn, luôn có thứ tự trước sau. Ta chiếm trước nơi này, Thiên Vương lão tử có đến cũng đừng hòng đuổi ta đi ra được. Muốn tầng cao nhất tiên giới phải xuất ra bổn sự cho ta bội phục, nếu không đều phải ở dưới của ta." Lạc Hoa Âm lườm hắn nói thầm: "Lão nương sớm đã biết ngươi không muốn nhường nhịn, rõ ràng thích tàn nhẫn tranh đấu, muốn đánh nhau với ba người kia, nhìn xem nắm tay của người nào lớn mà." Giang Nam đổi giận thành vui cười nói: "Vẫn là Lạc sư hiểu biết ta, không sai, ta chính là muốn chiếm cứ Đại La Thiên, chờ bọn hắn tới lay động chỗ của ta." Giang Tuyết Tình thấp giọng nói: "Phụ thần làm như vậy có chút giống bộ dạng của Đại Ma Vương, nhưng ta ưa thích tính tình này của phụ thần, đủ tà khí mà." Giang Nam cười nói: "Các người cũng đừng lo, Đế Tôn cùng Đạo Không tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng không tới nơi nào, giỏi lắm có thể ngang hàng với ta thôi. Tuyết Tình, mời các đạo quân trong thiên môn tới đây, lại đi gọi Vân Liên báo cho Thiên Linh, mời nàng đi hỏi Thái Nhất muốn đến gặp Đế Tôn hay là tới gặp ta. Khổng Thánh, Phi Hùng, các ngươi đi mời Vạn Chú, Thánh Ma, Quỷ Nhung, Lê Hoa đến đây. Cửu Phượng, ngươi đi gặp Linh Châu Tử, để cho hắn hỏi Nguyên Dục, hắn có đến Đại La Thiên hay không." Quân Đạo Nhân tỉnh ngộ, biết Giang Nam muốn xác định thế lực phái hệ của mình, phân rõ thế lực cùng ba người kia, chỉ sợ trong tương lai sẽ xung đột. Dù sao họ mới là người sáng lập thời đại tiên đạo, Giang Nam ở tiên đạo thời đại kéo bè kết phái, tương đương với thái độ ở trong nhà người ta nhưng lại ăn của người ta, còn có một nhóm tay đấm hỗ trợ. Quân Đạo Nhân bước lên nói: "Phụ thân, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện." Giang Nam thở dài nói: "Quân nhi,
người rất thiện lương, đã thành đạo quân, thế nhưng lòng dạ vẫn ít như vậy. Vi phụ không phải muốn mượn sức ngươi đối kháng với những người kia đâu, mà là tính toán cho tương lai các ngươi kìa. Quân đạo nhân khó hiểu ý tứ, Giang Nam cũng không có nhiều lời. Qua không lâu, Thiên Môn đạo quân lần lượt tiến đến. Vân Liên xuất lĩnh thiên quân cùng đạo quân trong triều cùng đến. Suốt 300 triệu năm nay, Vân Liên xây dựng tiên đình, binh nhiều tướng mạnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Còn có 4 tân tấn đạo quân cũng được nàng phong làm tứ ngự, tứ phương tiên đế đều tự trấn thủ một phương. Sau một lúc lâu, Giang Tuyết Tình trở về nói: Thái Nhất đạo hữu có nói hắn muốn đi gặp đế tôn, dù sao cũng là ân sư. Giang Nam gật đầu. Qua thật lâu sau, Nguyên Dục tiên đế dẫn dắt Linh Châu Tử đi vào Đại La Thiên. Giang Nam đứng dậy đón chào, cười hỏi: Vì sao bệ hạ không đi gặp đế tôn, ngược lại lại tới gặp ta vậy? À, hiện giờ Đế Lân đã sống lại, xưng hô bệ hạ ta không đảm đương nổi đâu. Nguyên Dục tiên đế có vẻ sâu không lường được, trong mắt mơ hồ hiện ra thái cực vạn vật nói: Dệt hoa trên gấm không bằng giúp người khi gặp nạn. Thiên hạ, đạo quân, thiên quân đều lấy đế tôn làm chính thống, làm cho thế lực của họ lớn thêm, mà thế lực thiên tôn bạc nhược, bởi vậy ta mới tới gặp thiên tôn, chính là giúp người khi gặp nạn. Hơn nữa đế tôn có thủ với ta, đoạt pháp bảo của ta, bức ta chuyển kiếp, ta tự nhiên sẽ không đi gặp bọn họ. Mấu chốt nhất chính là thiên tôn tự hồ cho rằng tịch diệt kiếp của tiên đạo thời đại sẽ tới, ta cũng cho rằng như vậy. Trong mắt Giang Nam chợt lóe tinh quang nói: Ồ, vạn tượng đạo hữu có biện pháp vượt qua tịch diệt kiếp sao? Nguyên Dục tiên đế cũng chính là vạn tượng đạo tổ, gật đầu nói: Tự nhiên là có, hơn nữa thiên tôn hẳn đã sớm nghĩ qua biện pháp tránh tịch diệt kiếp rồi. Dù ngươi không nói, nhưng ta thấy ngươi triệu tập bộ hạ cũ của mình, liền biết suy nghĩ của ngươi cũng giống như ta. Tương lai nếu như tiên giới xuất hiện dấu hiệu của tịch diệt kiếp, đó mới là trở mặt đâu. Giang Nam nhìn hắn thật sâu, cười nói: Vạn tượng đạo hữu là người biết chuyện, mà trở mặt như ngươi nói chỉ sợ còn hoàn toàn hơn ngươi tưởng tượng. Liên lụy cũng thật lớn, làm cho ngươi tưởng tượng không nổi đâu. Vạn tượng đạo hữu mời ngồi, mời ngồi. Trong lòng vạn tượng đạo tổ vừa động, đang định truy hỏi, Giang Nam chợt cười nói: Đế tôn cùng đạo không giảng đạo, ta cũng giảng đạo, các ngươi đều tự tìm hiểu. Bất chi bất giác lại trăm năm trôi qua, đế tôn cùng đạo không ngừng giảng đạo, Giang Nam cũng trong mọi người rời khỏi Đại La Thiên, ngay cả Hiên Vi cũng đi hạ giới. Một ngày này, Thanh Liên tiên tôn đi lên Đại La Thiên gặp mặt Giang Nam. Trên Đại La Thiên, hai vị thiên tôn đang ngồi, Giang Nam châm trà cười nói: Tiên tôn vì sao lại đến đây? À, đến thỉnh tiểu hữu rời đi thiên ma nhị giới. Thanh Liên tiên tôn uống trà cười nói: Hiện giờ tiên giới đã có chủ, hơn nữa đã phát triển hoàn thiện. Tiểu hữu bảo hộ tiên đạo ta hơn 300 triệu năm. Hiện giờ nếu chúng ta đã sống lại, không dám tiếp tục nhờ tiểu hữu nữa. Trong mắt Giang Nam lóe tinh quang nói: Đại La Thiên của ta chiếm cứ tầng trời cao nhất tiên đạo thời đại, danh thiên tôn của ta chấn áp tiên ma nhị giới, làm cho tiên tôn kiêng kỵ hay sao? Thanh Liên tiên tôn gật đầu nói: Tiểu hữu không phải nhân vật tiên đạo, thời đại tiên đạo nếu đã có thiên tôn như vậy, không cần làm phiền người ngoài xử lý như vậy. Giang Nam cười nói: Ta nhượng ra Đại La Thiên, tiên tôn cùng đế lân ai tới nhận đây? Tự nhiên là ta rồi. Thanh Liên tiên tôn cười nói: Ta cùng đế lân vừa là thầy vừa là bạn, đế lân sẽ không tranh chấp cùng ta đâu. Giang Nam gật đầu nói: Đế lân sẽ không tranh chấp, vậy đạo không thì sao? Đạo không không phải là đối thủ của ta. Thanh Liên tiên tôn mỉm cười nói: Chỉ cần ngươi nhượng ra Đại La Thiên, rời khỏi tiên giới, ta cam đoan tiên giới không xảy ra chuyện gì, sẽ không tạo ra bao nhiêu phân tranh, mà phái hệ của ngươi ta cũng sẽ không động vào. Ngươi cũng có thể mang theo bọn hắn rời xa tiên giới, ta sẽ không ngăn trở. Giang Nam kính trà cười nói: Hiện giờ tiên tôn nghĩ chiếm cứ Đại La Thiên,
Chẳng lẽ muốn đợi 1.400.000.000 năm sau, tới thời đại tiên đạo trung kỳ ư? Nếu khi đó tiên đạo tử thắng mà suy, tiên tôn đã chiếm cứ Đại La Thiên nhiều năm, tôn lâm thiên hạ, 1.400.000.000 năm sau nhất định là nhân mã đông đảo rồi. Trong mắt Thanh Liên tiên tôn có hồng mông linh quang chớp động, Giang Nam thu vào đáy mắt cười nói: "Ta sẽ không nhường Đại La Thiên ra, ngươi sẽ tới đánh ta sao?" Đường đường thiên tôn lại có thể lưu manh như vậy, ngươi cũng xứng là người đọc sách sao? Khóe mắt Thanh Liên tiên tôn nhảy lên, trầm mặc một lát, chợt giãn ra cười nói: "Được, ta sẽ đánh ngươi." "Ồ, đừng mạnh miệng, ngươi đánh không lại ta đâu." Giang Nam nâng chén cười nói. Hai người tiếp tục uống trà. Uống xong, Giang Nam đặt chén trà xuống thở dài: "Chưa chiến, trước đã lo bái. Tiên tôn đã bắt đầu lo lắng cho 1.400.000.000 năm sau. Chí mưu thâm trầm, khiến người khâm phục mà. Tiên tôn mới là đạo quân đỉnh cấp. Lần này chết mà sống lại cũng không tính là chuyển kiếp à, mà chỉ tương đương với ngủ say. Mượn dùng việc mở tiên giới, luyện thành đạo quả, sau khi sống lại vẫn là đạo quân đỉnh cấp sao?" Thanh Liên tiên tôn gật đầu, thản nhiên nói: "Chúng ta chỉ ngủ say một lần mà thôi, mượn dùng sinh linh tiền sử cùng thời đại tiên đạo đến hoàn thiện đạo quả của chúng ta. Đáng tiếc tiểu hữu đã sớm nhảy ra ngoài. Nếu không, ngươi trở thành người cường đại nhất tiên đạo thời đại, có nguyên thủy đại đạo của ngươi hoàn thiện đạo quả của chúng ta, chỉ sợ lần này chúng ta sống lại liền có thể lập tức chứng minh nguyên thủy, hơn nữa còn là hoàn mỹ nhất kìa." "Ồ, tiên tôn quá khen rồi." Giang Nam khiêm tốn nói: "Tiên đạo nguyên thủy thật sự không phải nguyên thủy chân chính, chỉ là một bộ phận của tiên đạo mà thôi. Khoảng cách nguyên thủy chân chính còn kém xa vạn dặm. Nếu ta tu luyện tiên đạo nguyên thủy, chỉ sợ cũng không cấp được dẫn dắt gì cho tiên tôn đâu." Thanh Liên tiên tôn nghiêm mặt nói: "Thật sự không phải khen quá lời. Lần trước luyện đạo, vô luận là tịch diệt hay là đạo không hoặc là vô cực, để cho ta dẫn dắt thật lớn, giúp ta đem đạo quả càng thêm hoàn thiện. Nhưng dẫn dắt lớn nhất vẫn là nguyên thủy đại đạo của đạo hữu kia. Nguyên thủy tiên thiên làm cho ta hồi ức vô cùng, làm tu vi đạo quả của ta còn hoàn mỹ hơn ta dự đoán nhiều. Nguyên thủy đại đạo của ngươi đích xác trực chỉ cuối đại đạo, đủ đặt song song với chúng ta. Tiểu hữu có thể đem lý niệm của ngươi nói lại một chút được hay không?" Hai người cũng không có bộ dạng như sắp khai chiến, ngược lại như bạn tốt chi giao, đàm luận lý niệm quý trọng của riêng mình vốn không dễ dàng ngoại truyền. Giang Nam mỉm cười nói: "Con đường ta đi là đường nghịch chứng đại đạo. Ta thiết tưởng cuối đại đạo là một đại đạo hoàn mỹ, xưng là nguyên thủy. Nguyên thủy đại đạo là vạn đạo chi mẫu, bất kỳ đại đạo nào đều từ nguyên thủy đại đạo diễn biến mà ra. Vô luận hồng mông, thái sơ, nhân quả, tịch diệt, hỗn độn hay thái cực đều sinh ra từ nguyên thủy. Hết thảy đại đạo đều là một bộ phận của đại đạo nguyên thủy, đều là đại đạo nguyên thủy diễn sinh mà ra. Như thế nào có thể nghịch chứng đây?" "Ồ, mời tiểu hữu dạy ta vậy." Thanh Liên tiên tôn nghiêng người nói: "Ta dung hợp đại đạo, dung hợp càng nhiều càng tiếp cận bản chất nguyên thủy. Thế nhưng đại đạo thiên biến vạn hóa, nói có vạn loại thì vẫn còn thiếu, nói có hàng tỷ loại vẫn là thiếu kìa." Giang Nam cười nói: "Từ nguyên thủy đại đạo diễn sinh ra đại đạo, có thể thành vô số loại, có biến hóa vô cùng. So với tinh tú trong tiên đạo thời đại vẫn còn nhiều hơn, so với nước trong tiên hải còn vô số. Bởi vậy cho dù dung hợp bao nhiêu cũng khó có thể thể hiện nguyên thủy chân chính được." Thanh Liên tiên tôn gật đầu nói: "Cho nên đây là con đường cùng. Ta đã sớm ý thức được loại nghịch chứng đại đạo thế này không thể được. Nếu mạnh mẽ tu luyện, phiền não sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó giải. Bởi vậy ngươi lựa chọn chính là con đường khó khăn nhất rồi, nhất định sẽ vô duyên đạt tới trung cực đại đạo." Giang Nam nghe vậy thản nhiên nói: "Không không, sự do người làm, người có thể chiến thắng thiên nhiên mà. Ta đã tìm hiểu quá khứ 10 tỷ năm, tìm hiểu 4.700.000.000 năm tương lai, từ dòng sông thời gian xem hết một nhóm đại đạo thời đại diễn biến, linh ngộ gia vũ, linh ngộ gia chủ, theo từng đại đạo tách ra bản chất nguyên thủy.
Tự biến hóa vô cùng, lĩnh ngộ đạo lý không thể thay đổi. Một là vô số thông, một chứng minh là vô số chứng minh. Rốt cục cũng lĩnh ngộ ra bản chất của nguyên thủy. Thanh Liên Tiên Tôn trầm mặc, qua thật lâu sau cảm khái nói: Nguyên lai là biện pháp này, tiểu hữu đích xác có thể được xưng tụng là thiên tôn. Đem biện pháp khó khăn nhất biến thành đường có thể thực hiện được. Đường của ngươi, người khác không thể phục chế, chỉ có ngươi mới có thể thông suốt được. Khó trách nữ nhân Giang Tuyết Tình cũng không có tu luyện nguyên thủy đại đạo, mà là đi lên con đường khác kìa. Nhưng ngươi vẫn còn có thiếu sót. Nếu ngươi thật sự nắm được bản chất nguyên thủy, hiện tại ngươi đã tới cảnh giới nguyên thủy, nhưng ngươi vẫn chỉ là đạo quân, nói rõ ngươi đã đi không đúng rồi. Thế nhưng... Thanh Liên Tiên Tôn cười nói: Ngươi có bản lĩnh thiên tôn, đích xác có thể xưng đạo hữu với ta. Sau này ta sẽ không gọi ngươi là tiểu hữu mà là thiên tôn. Giang Nam cười nói: Thiên tôn làm sao biết ta không phải đã chạy tới cuối đại đạo, trở thành nguyên thủy, sau đó quay về bây giờ bù lại tiếc nuối đấy. Thanh Liên Tiên Tôn cười ha ha, lắc đầu nói: Nếu ngươi chứng được nguyên thủy rồi, còn có chuyện gì làm cho ngươi tiếc nuối đấy? Nếu ngươi trở thành nguyên thủy, há lại buông tha cảnh giới, quay đầu làm đạo quân sao? Nếu ngươi là nguyên thủy, sao lại lần nữa lịch kiếp làm gì? Đây chính là địa phương bất đồng giữa đạo của ngươi và đạo của ta. Giang Nam đứng dậy cảm khái nói: Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Thế nhưng sinh hoạt cùng một thời đại, đồng dạng đều là thiên tôn, bởi vậy tất sẽ có phân tranh. Thanh Liên Tiên Tôn cũng đứng dậy mỉm cười nói: Suốt 300 triệu năm, thiên tôn hẳn đã tu luyện tới đạo quân trung kỳ, thậm chí đã bắt đầu đặt chân lên đến đỉnh cao rồi. Trận chiến hôm nay ta cũng không tính là ỷ vào tu vi cảnh giới khi dễ ngươi. Ngươi ra tay đi, để cho ta nhìn xem tiến cảnh của ngươi có ngồi lên được vị trí tối cao nhất tiên giới này hay không. Bản lĩnh của tiên tôn cường đại nhất chính là chế tạo pháp bảo trong đạo quả đó thôi, có phải không? Giang Nam đưa tay khẽ vẫy, Đại La Thiên đột nhiên chuyển động, hóa thành Nguyên Thủy Đại La Bảo Kiếm. Hắn hiếu kỳ nói: Ta sớm nhìn thấy bên trong đạo quả của tiên tôn cất giấu một vật tiên thiên chí bảo, vừa là nguyên thần của ngươi, cũng là chân thân của ngươi, lại là pháp bảo của ngươi. Tiên tôn mưu đồ thật lớn, muốn một chứng tam chứng, chứng thân, chứng báo, chứng thần. Mà lần trước chúng ta luận đạo, tiên tôn lại chỉ theo Hồng Mông Tiên Thiên triển hiện đạo lý của mình. Ta muốn kiến thức thủ đoạn cao hơn của tiên tôn, mời hiện ra bảo vật kia đi thôi. Thanh Liên Tiên Tôn gật đầu, Hồng Mông Linh Quang hóa thành liên hoa. Liên hoa dừng ở dưới chân nói: Ngươi thật sự đã có tư cách kiến thức thủ đoạn cao hơn của ta rồi, mời. Hôm nay ta cùng ngươi tranh đấu, tranh chính là 1.400.000.000 năm sau. Giang Nam chém xuống một kiếm, bình bình đạm đạm, nhưng một kiếm rơi xuống, nhất thời trên đỉnh tiên giới vũ trụ xuất hiện lưu tinh vô tận, một màn vô cùng đồ sộ. Nguyên Thủy Đại La Bảo Kiếm không ngừng chấn động, hàng tỷ đạo âm nổ vang, nhưng chỉ thấy ở nơi tối cao tiên giới, nhất thời từng thời không xuất hiện, đạo âm cùng Nguyên Thủy Đại La Bảo Kiếm chấn động, rực rỡ muôn màu. Mỗi khi bảo kiếm chấn động một lần, hư không vỡ ra khe hở. Trong khoảnh khắc chấn động không biết bao nhiêu lần, chỉ thấy trên đỉnh vũ trụ hiện ra một mảnh khe hở dài hẹp, khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, nhìn như đóa hoa lại như liên hoa. Ở sau khe hở kia là không gian vô cùng rộng lớn, phảng phất như có vô số vũ trụ giấu ở bên trong. Trong khe có thể chứng kiến một góc vũ trụ cuồn cuộn. Thanh Liên Tiên Tôn đưa mắt nhìn lại, liền đánh giá rõ ràng không gian vũ trụ sau khe hở kia. Vừa thoáng nhìn, hắn lại chứng kiến 20 thời đại từ nguyên đạo đến chú đạo cũng xuất hiện sau khe không gian trước mặt. Đây cũng không phải không gian vũ trụ chân thật, mà là dị tượng do một kiếm của Giang Nam hiển lộ đi ra. Từ nguyên đạo tới chú đạo chỉ có 22 thời đại, nhưng trong khe có vô số không gian vũ trụ chất chứa vô số đại đạo mênh mông, chủng loại đông đảo, làm cho người ta không thể tưởng tượng. Thậm chí cả Thanh Liên Tiên Tôn cũng không biết đại đạo lại có nhiều tế vậy, đạt tới số lượng vô cùng vô tận. Cảnh tượng này thật kỳ quái. Một kiếm của Giang Nam đem ảo diệu của Nguyên Thủy Đại Đạo hoàn toàn triển lộ ly ra. So với thủ đoạn tranh đấu cùng tịch diệt đạo nhân với Vô Cực Thiên Tôn
hơn 300 triệu năm trước càng thêm tinh diệu, tinh thâm, uy lực càng thêm khủng bố. Đạo xuất bất nguyên thủy đại la thiên. Giang Nam quát lớn, thân thể không ngừng bay lên, nguyên thủy đại la bảo kiếm cấp tốc bành trướng, thân thể Vĩ Ngạn thoáng chốc như biến thành cường giả trung cực đại đạo, vô cùng vô tận, tràn đầy trong không trung. 300 triệu năm trước, tiên tôn thắng không được nguyên thủy tiên thiên của ta. 300 triệu năm sau cũng là như vậy. Chưa chắc đâu. Thân hình thanh liên tiên tôn nhoáng lên, nguyên thần hồng mông thanh liên nhất thời bành trướng, liên hoa nở rộ, nguyên thần chân thân cùng pháp bảo đã tan ra thành một thể. Từ khi tiên đạo thể đại mở ra tới nay, thật nhiều đại đạo đều hóa thành linh quang dung nhập vào bên trong. Không biết bao nhiêu đại đạo của thiên quân, đạo quân đều ẩn trong một bông hoa, bị hắn luyện thành tiên tiên hồng mông linh quang, càng khai sáng ra đại đạo. Hắn là bất diệt linh quang, đã đạt tới đạo quân đỉnh phong, luyện thành chí bảo. Thời đại tiên đạo là trăm nhà nuôi tiếng. Dưới pháp tắc chung của tiên đạo, từng đạo quân, từng thiên quân đều mở ra vô số con đường. Hơn nữa, hắn thiên phú dị bẩm, đến từ một vũ trụ khác, nguyên thần khác với nguyên thần vũ trụ này. Nguyên thần của hắn vô cùng cường đại, không giống như sinh linh trong vũ trụ này, nguyên thần nhỏ yếu, cần đạo quả đến bảo hộ nguyên thần. Nhục thể của hắn cũng triển lộ ra dị tượng khôn cùng Vĩ Ngạn, không kém hơn Giang Nam chút nào. Chỉ là chân thân của hắn được tế ra, luyện hóa, mà thân thể trước mắt của hắn là do bất diệt linh quang ngưng tụ mà thành. Oanh! Nguyên thủy đại la bảo kiếm va chạm cùng bất diệt thanh liên, cánh hoa không ngừng hao tổn, bị kiếm quang tầng tầng tách ra, chấn đến dập nát. Liên hoa không ngừng nổ rộ, vết rách đầy trời bị san bằng, đem uy lực một kiếm của Giang Nam càn quét không còn. Liên hoa càng lúc càng lớn, chí bảo chi uy nở rộ hoàn toàn, áp hướng Giang Nam. Tam tôn đạo nhân cùng cười nói: "Đạo hữu chớ có cản rỡ, còn nhận được chúng ta sao?" "Ồ, như thế nào lại không nhận biết đây?" Đại la bảo kiếm đột nhiên biến hóa, hóa thành một chiếc chuông lớn, va chạm cùng chí bảo của thanh liên tiên tôn. Trong tiếng vang xa, chậm rãi đem ba tôn chấn đến lảo đảo. Nhất thời, uy lực chí bảo rơi xuống thật lớn. Giang Nam búng ra ngón tay, tiếng chuông vang rền, chỉ thấy một đạo kiếm quang bắn ra, đem một thế thân kiếp trước của thanh liên tiên tôn chém giết. Giang Nam cười nói: "Hồng mông tiên thiên biến thành tam thế thân mà thôi. Từ trong thời gian đẳng đẵng, ta từng nếm qua thiệt thòi từ các ngươi rồi, há có thể không phòng bị được. Ta chờ các ngươi đã lâu rồi." Tiếng chuông không ngừng chấn vang, chỉ thấy vô số kiếm quang xoẹt xoẹt bắn ra, liên tục chém lên tam hoa trên đỉnh đầu thanh liên tiên tôn. Trung niên cùng thiếu niên thanh liên đều bị kiếm quang chém tới, hóa thành thanh khí. Tam hoa trên đỉnh nhất thời bị đánh quay trở về nguyên hình, chỉ thấy trên đỉnh lại có liên hoa nở rộ, vừa muốn sinh ra tam hoa tụ đỉnh. Hồng mông tiên thiên của hắn thật sự tinh diệu, vượt qua tạo hóa, cơ hồ vô cùng vô tận. Giang Nam lại không thể phá giải tam hoa của hắn được. Tiếng chuông chấn động, kiếm quang không ngừng chém tới, lại chém dụng tam hoa của hắn. Giang Nam nâng tay giáng xuống, đem cả thanh khí cùng nhau áp vào trong cơ thể thanh liên tiên tôn. Một tòa nguyên thủy đại la thiên hiện lên trên đỉnh đầu của thanh liên tiên tôn, làm cho hắn không thể nào thi triển. Thanh liên tiên tôn hừ lạnh, liên hoa bay lên trên hồng trung, đem trung lớn chấn vang, hiện lên vết rách. "Nguyên thủy đại la thiên của ngươi còn chưa phải là chí bảo, cản rỡ không nổi đâu, đạo hữu à." Liên hoa chớp lên, đem nguyên thủy đại la thiên trên đỉnh đầu mình đánh rơi. Lại có tam tôn thanh liên đạo nhân sắp xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của hắn. Nguyên thủy đại la thiên đích xác không phải chí bảo, hiện tại Giang Nam là đạo quân trung kỳ, cho dù xả thân tế luyện đại la thiên cũng chỉ đem đại la thiên tu luyện thành tiên thiên linh bảo. Muốn luyện thành chí bảo chỉ là thiên tôn vẫn chưa được, phải tiến lên đạo quân đỉnh phong, thậm chí là viên mãn mới có thể luyện thành chí bảo. Cảnh giới không đến không thể luyện thành, cảnh giới của Giang Nam còn chưa bằng được thanh liên tiên tôn. Thanh liên tiên tôn vừa đánh xuống liền làm cho đại la thiên xuất hiện vết rách, đủ thấy uy lực tiên thiên chí bảo. Tam tôn khởi động pháp lực truyền vào trong liên hoa, chung quanh liên hoa tràn đầy linh quang, làm hư không như mặt băng bị phá nát. Uy lực tiên thiên chí bảo thúc dục tới tận cùng, chợt rung lên, liền thấy đại la thiên nổ tung thành từng khúc. Xoẹt! Chuông lớn nứt vụn, hóa thành vô số linh quang.
đột nhiên ngưng tụ thành một đạo linh quang như chưởng tiên hung hăng quất lên Liên Hoa. Cho dù Liên Hoa là tiên thiên chí bảo cũng bị quất chúng tan nát. Linh quang lại biến hóa, hóa thành nguyên thủy Đại La Thiên, chấn áp Hồng Mông Thanh Liên. Đài sen bắn ra hạt sen thình thịch xuyên qua Đại La Thiên, đem Đại La Thiên chấn văng thật cao. Thanh Liên Tiên Tôn tùy ý cho ba vị Thanh Liên đạo nhân tế lên Liên Hoa, bản thân thì cất bước đánh tới. Hắn cười nói: "Thiên Tôn, hình như thực lực của ngươi có chút không đủ đâu, thậm chí không cách nào phá giải Hồng Mông Tam Thánh của ta được. Cái gọi là nguyên thủy tiên thiên không gì hơn cái này." Trên đỉnh đầu của hắn, ba vị Thanh Liên đạo nhân, một người lấy liên hoa luyện thành hoa chùy, một người tế lên đài liên, người kia vung tay đánh ra liên diệp, cùng nhau công thẳng tới Giang Nam. Hơn nữa, ba người thúc dục Hồng Mông Thanh Liên, thế công dày đặc như mưa rền gió dữ. Gọi là Hồng Mông Tiên Thiên chính là hỗn độn sinh vạn đạo. Hồng Mông sinh vạn đạo, Hồng Mông tạo hóa thiên địa càn khôn, là cảnh giới tiên thiên cực kỳ cao cấp. Hồng Mông Tiên Thiên của Thanh Liên Tiên Tôn chính là như vậy. Tạo hóa đạo quân, tạo hóa tiên thiên của Huyền Đô cũng chỉ là một đoạn của Hồng Mông Tiên Thiên. Hỗn độn tiên thiên của Đạo Không Tiên Tôn luôn bị vây trong hỗn độn Hồng Mông. Vạn đạo về hỗn độn, thường thường mang mang không thể diệt. Khác với Hồng Mông Tiên Thiên, cũng là tiên thiên đạo cảnh, không kém hơn Hồng Mông Tiên Thiên. Hồng Mông Tiên Thiên của Thanh Liên Tiên Tôn vốn đã cực kỳ hoàn mỹ, cơ hồ không có kẽ hở, mà suốt 300 triệu năm lại đem lý niệm của năm thiên tôn khác, nhất là nguyên thủy tiên thiên của Giang Nam, luyện nhập vào trong Hồng Mông Tiên Thiên, làm cho nó càng thêm hoàn mỹ hơn sang ngày trước. Nguyên bản tam hoa tụ đỉnh của hắn luyện ra Hồng Mông Tam Thánh, tương đương có thêm 3 tính mạng, nếu bị người đánh chết rất khó luyện trở về. Cho dù muốn luyện trở về cũng cần không biết bao nhiêu thời gian để khổ tu. Nhưng từ sau lần luận đạo tại Đại La Thiên, hắn hấp thu một bộ phận tinh hoa của nguyên thủy tiên thiên, vì vậy đã tiến luyện tam hoa tụ đỉnh không còn kẽ hở. Mặc dù Giang Nam từng chém dụng của hắn phá giải Hồng Mông Tam Thánh, nguyên thủy Đại La Thiên giằng co cùng Hồng Mông Thanh Liên, mà Thanh Liên Tiên Tôn cũng đã đánh tới chỗ của Giang Nam. Hồng Mông Tiên Thiên đích xác bất phàm, thế nhưng Hồng Mông Tam Thánh không khó giải, muốn phá giải với ta mà nói cũng chẳng là gì cả. Giang Nam cười ha ha đón nhận Thanh Liên Tiên Tôn, trong lồng ngực chuyển ra tiếng tim đập đong đong như tiếng trống. Tiếng trống vang lên, liền thấy ba Thanh Liên đạo nhân cùng kêu rên, trong chớp mắt liền biến thành già cả. Lão nhân Thanh Liên cốt nhục thoát ly, ngay sau đó hóa thành bộ xương khô. Mà trung niên Thanh Liên nháy mắt biến thành lão nhân, thiếu niên Thanh Liên cũng hóa thành trung niên. Nhịp tim của Giang Nam như tiếng trống ngày tận thế vậy, truyền vào trong tai sẽ biến thành thiên nhân ngũ suy. Mặc dù là Hoàng Mộng Tam Sinh cũng không cách nào thoát khỏi. Vào lúc này, công kích của Hồng Mông Tam Thánh chỉ còn lại liên trùy cùng liên thai bảo tọa. Liên thai bang một tiếng dừng dưới chân Giang Nam, phun ra từng đạo Hồng Mông tử quang hỏa tan hết thảy. Những nơi tử quang đi qua đều bị tan rã. Giang Nam đứng trong liên thai, nhấc chân, liên thai ầm ầm phá nát, tử quang không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Liên trùy trực tiếp nện lên đỉnh đầu của hắn, một tiếng nổ vang, liên chỉ bạo vỡ, hóa thành linh quang phiêu tán, mà Giang Nam vẫn không hề tổn thương. Công kích của Thanh Liên Tiên Tôn đã tới, Giang Nam không dám xem thường, nâng tay dùng nguyên thủy Đại La Thiên Ấn nghênh đón. Bàn tay hai người va chạm, tiên giới bị chấn động tới 3 lần. Lần này chấn dung vẫn không tạo thành bao nhiêu thương tổn cho tiên giới, chủ yếu là vì Giang Nam cùng Thanh Liên Tiên Tôn không muốn phá hư tiên giới vũ trụ, đem lực trùng kích của hai người truyền khắp cả vũ trụ, khắp nơi hóa giải uy lực một kích của chính họ, tránh tạo thành tiên giới tổn thương không thể chữa trị, làm cho tịch diệt kiếp tới càng sớm hơn. Chỉ là uy lực một kích của họ quá mạnh, làm vũ trụ tiên giới liên tục chao đảo 3 lượt mới đem lực lượng của họ hoàn toàn tiêu hóa. Trái tim Giang Nam nhảy lên không ngừng, đong đong vang lên bên tai không dứt. Hồng Mông Tam Thánh không ngừng già cả tử vong, lập tức lại được sinh ra, nhưng sau đó tiếp tục suy sụp rồi chết cực nhanh. Thanh Liên Tiên Tôn bị chấn lui về phía sau, nhìn thấy Hồng Mông Tam Thánh của mình bị phá, khẽ nhíu mày, nâng tay khẽ vẫy, tự mình thúc dục Hồng Mông Thanh Liên. Liên hoa đột nhiên thay đổi, hóa thành liên thai, bao phủ phạm vi càng lúc càng rộng, đem Giang Nam cùng hắn cùng nhau kéo vào bên trong liên thai. Bên trong tử khí phun tràn, càng khủng bố hơn gấp nhiều lần. Thân thể Giang Nam bị tử quang xông tới, nhất thời
cảm giác tiên thiên nguyên thủy linh quang của mình thậm chí có xu thế tan rã. Dù sao cũng hơn ta một tiểu cảnh giới, hơn nữa luyện thành tiên thiên chí bảo có thực lực uy hiếp được ta. Giang Nam có thể một cước dẫm vỡ liên thai do Hồng Mông Tam Thánh tạo thành, thế nhưng liên thai dưới chân do chính tiên thiên chí bảo biến thành, căn bản không thể đánh vỡ. Nhưng muốn thương tổn được ta vẫn chưa đủ khả năng đâu. Linh quang trong cơ thể hắn sinh sôi hủy diệt, vô cùng vô tận, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Tùy ý tử quang tan rã nhiều ít lại có bấy nhiêu được sinh ra, không suy giảm được căn bản của hắn, chỉ tạo thành chút quấy nhiễu cho hắn mà thôi. Thanh Liên Tiên Tôn đánh tới, hai người đại chiến trong liên thai. Đột nhiên trong lòng Thanh Liên Tiên Tôn dùng mình, ở sau lưng bị Nguyên Thủy Đại La Thiên đánh tới, đánh cho hắn văng về phía trước. Mà Giang Nam nâng tay, Đại La Thiên Ấn chấn áp xuống. Thanh Liên Tiên Tôn vội vàng khựng lại, nâng tay đối chiến, không khỏi kêu rên lên một tiếng đau đớn. Chỉ cảm thấy một kích của Giang Nam lại muốn đem Hồng Mông Tiên Thiên của mình mà đánh tan. Thu! Thanh Liên Tiên Tôn quát lên một tiếng, liên hoa khắp bốn phía thu lại. Bản thân hắn lắc mình chạy ra ngoài, chỉ muốn đem Giang Nam thu vào Hồng Mông Thanh Liên luyện hóa. Chỉ cần Giang Nam rơi vào trong Thanh Liên, Thanh Liên khép lại, rơi vào trong Thanh Liên sẽ giống như rơi vào trong Hồng Mông Tiên Thiên, sinh tử còn không phải do hắn khống chế hay sao? Nhưng vào lúc này, Nguyên Thủy Đại La Thiên hóa thành linh quang cuốn chặt lấy hắn, làm cho hắn không thể bay ra khỏi Hồng Mông Thanh Liên. Thanh Liên Tiên Tôn dãy giụa không dễ thoát khỏi linh quang. Phải biết rằng linh quang do cả Đại La Thiên biến thành chính là Nguyên Thủy Đại Đạo, là hình thái linh quang, cho dù hắn là Thiên Tôn cũng không có cách đào thoát được. Giang Nam chấn áp xuống, hai tay của Thanh Liên Tiên Tôn bị trói chặt, trên đỉnh đầu phóng lên đạo thanh khí, hiện ra Hồng Mông Tam Thánh. Giang Nam nhấn xuống, Hồng Mông Tam Thánh thình thịch nổ tung, hóa thành từng đoàn thanh khí, cũng đem uy lực một ấn của hắn triệt tiêu gần phân nửa. Uy lực còn lại oanh xuống, khiến cho Thanh Liên Tiên Tôn lảo đảo, thất khiếu phun ra từng đạo linh quang. Mà bây giờ Hồng Mông Thanh Liên đã sắp khép lại, Giang Nam cười ha ha, thân hình chật lóe bay ra khỏi Thanh Liên. Đạo linh quang kia cũng bao phủ Thanh Liên Tiên Tôn, bay ra khỏi Hồng Mông Thanh Liên. Chỉ thấy dưới thân bọn họ, Hồng Mông Thanh Liên hóa thành cảnh liên hoa, hình dáng như chùy. Liên chùy bay lên, đánh tới Thanh Liên Tiên Tôn, đem linh quang trói buộc phá vỡ. Giang Nam nâng tay triệu hồi linh quang, rơi vào trong tay biến thành Nguyên Thủy Đại La bảo kiếm, mà Thanh Liên Tiên Tôn tay cầm liên chùy. Tiên Tôn, người vẫn kém hơn ta một đường, Đại La Thiên không phải nơi ở của ngươi. Giang Nam cười nói, người muốn đánh tiếp với ta, làm cho những thiên tôn khác nhặt tiện nghi, hay muốn chuẩn bị đi hoàn thiện Hồng Mông Tiên Thiên của ngươi đây? Thanh Liên Tiên Tôn cầm liên chùy, có tâm muốn phân ra thắng bại, thế nhưng khi nhìn xung quanh, trong lòng trầm xuống. Tịch Diệt đạo nhân cùng Vô Cực Thiên Tôn đều mai phục gần đây, còn có Đạo Không Thiên Tôn cũng tới, Đế Lân thì xa xa theo dõi, bốn đại thiên tôn đều tới đông đủ, ta lại không hề phát hiện ra. Hắn không phát hiện bốn người kia đã tới, thế nhưng Giang Nam lại nhận ra, hơn nữa còn nhắc nhở hắn. Tuy rằng lần này hai người giao thủ vẫn chưa phân thắng bại, thế nhưng từ khả năng Giang Nam có thể quan sát bốn phía, nhìn thấy được bốn thiên tôn ẩn núp trong bóng tối, đã có thể biết Giang Nam vẫn còn lưu lực lượng. Hơn nữa Giang Nam đích thực đánh hắn rơi vào hạ phong, điểm này không thể phủ nhận. Nếu hai người tiếp tục tái chiến sẽ lưỡng bại câu thương, cho dù có thắng cũng là thắng thảm, khiến người khác nhặt được tiện nghi. Đại La Thiên này trước hết để cho Tiên Tôn ngồi thêm một thời gian nữa đi. Thanh Liên Tiên Tôn thu hồi liên chùy, xoay người liền rời đi. Hắn thản nhiên nói, ta lấy bảo chứng đạo cũng đã không còn xa, đợi ta chứng đạo cuối cùng sẽ đến yêu cầu ngươi nhường lại Đại La Thiên. Giang Nam nâng tay ném ra bảo kiếm hóa thành Đại La Thiên. Giang Nam nói, Tiên Tôn không ngồi thêm một chút nữa sao? Ngày khác đi. Thanh Liên Tiên Tôn phất tay cười nói, đến lúc đó ta mời ngươi ngồi một chút mới phải. Giang Nam nhìn theo hắn đi xa, đột nhiên cười nói, Đạo Không Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn, Tịch Diệt Đạo Hữu, Đế Lân bệ hạ, các người có muốn đến Đại La Thiên ngồi một chút hay không? Ngày khác đi. Vô Cực Thiên Tôn hiện thân, thân hình liền biến mất. Tịch Diệt đạo nhân không nói một lời, biến mất không còn nhìn thấy. Đạo Không Thiên Tôn trầm ngâm một lát, lắc đầu nói,
thôi để ngày khác vậy. Thiên Tôn, ta nghĩ tới ngồi một chút, không biết có hoan nghênh hay không. Đế Lân cất bước đi tới cười hỏi. Giang Nam chắp tay chào cười nói, mời bệ hạ. Ta cùng Thiên Tôn bất đồng, kỳ thật không có ý tưởng với Đại La Thiên của ngươi. Hai người ngồi xuống, Đế Lân ngẩng đầu đánh giá Đại La Thiên cười nói, Thiên Tôn, hắn cảm thấy được tiên đạo vĩnh viễn biến hóa, có thể làm cho tiên đạo vĩnh viễn không mất đi. Nhưng người đính không bằng trời đính, có thể tương lai sẽ có biến hóa không tưởng tượng được can thiệp vào, làm cho tịch diệt kiếp tiến đến. Thiên Tôn không nên trách hắn ta. Hắn tranh Đại La Thiên là vì chuẩn bị cho 1.400.000.000 năm sau. Giang Nam gật đầu nói, ta cũng vậy, ta tranh Đại La Thiên cũng là vì chuyện này, thật sự không muốn trở ngại hắn ta. Đế Lân cười nói, Thiên Tôn cũng nghĩ tiên đạo thời đại không cách nào tránh khỏi tịch diệt kiếp sao? Giang Nam nhớ tới tương lai ngoại trừ hắn chỉ còn lại cô tịch không người sinh tồn. Giang Nam lẳng lặng nói, không phải nghĩ tới mà là tất nhiên. Vẻ mặt Đế Lân khẽ động, nghiêng người về trước hỏi, xin hỏi Thiên Tôn, vì sao lại là tất nhiên? Giang Nam do dự, từ tương lai quay về hiện tại luôn luôn là bí mật của hắn, cho dù hắn có nhắc qua với người khác cũng chỉ là mơ hồ. Thế nhưng mặc dù chỉ là mơ hồ, cũng không có người chịu tin. Tỉ như cuộc chiến vừa rồi, Giang Nam đã nói với Thanh Liên Tiên Tôn, mình đã lĩnh ngộ tương lai 4.700.000 năm, mơ hồ đề cập mình đã chứng được nguyên thủy quay về tới bây giờ. Nhưng Thanh Liên Tiên Tôn vẫn chả phúng hắn, tỏ vẻ không có khả năng. Cuối cùng Giang Nam chỉ có thể nói, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Đế Lân vừa hỏi, nếu Giang Nam nói với hắn, mình đã đi qua tương lai, gặp được thế gian hoang vắng, bi tịch khôn cùng, mọi người chết đi không còn một ai, chỉ còn lại chính hắn, phỏng chừng Đế Lân cũng sẽ không tin. Bệ hạ, ta từng đi vào giấc mộng, mơ thấy cảnh tượng tương lai, không bằng ta đem cảnh trong mơ này triển lãm cho bệ hạ xem, nhìn giấc mộng trong tương lai của ta. Giang Nam đột nhiên cười nói, nếu bệ hạ tin được ta, ta sẽ đưa bệ hạ tới mộng cảnh kia xem thử. Sở dĩ nói như vậy chủ yếu là bởi vì tới cấp bậc như bọn họ, nếu dùng đại đạo xây dựng mộng cảnh, tương đương rơi vào tiên thiên đạo cảnh của đối phương, thật dễ dàng sẽ bị đối phương thừa cơ hội. Nếu trong lòng đối phương có ác niệm, hạ sát thủ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đế Lân thản nhiên nhắm mắt nói, xin Thiên Tôn hãy đưa ta vào giấc mộng. Hắn ở trước mặt Giang Nam ngủ thật say, nguyên thần, đạo quả đều lâm vào trong ngủ say, say sưa mà thản nhiên không thể làm ra phòng bị gì. Giang Nam điểm một ngón tay lên mi tâm của hắn. Đế Lân mở mắt ra nhìn quanh mọi nơi, thân hình không khỏi chấn động, chỉ thấy mình đã không còn ở Đại La Thiên, chỉ còn lại một mảnh hoang vắng tĩnh mịch hỗn độn, không hề có chút sinh mệnh khí tức nào. Đây là tịch diệt kiếp lưu lại cảnh tượng có một không hai. Trong hỗn độn mang theo cô tịch làm người tuyệt vọng, đau lòng, bi thương khôn cùng trong nháy mắt bao phủ trong đầu của hắn. Hỗn độn tĩnh mịch giống như còn mơ hồ truyền tới vô số sinh linh tuyệt vọng, dãy rủa, gào thét cùng bi khóc thê lương. Đế Lân nhìn thấy Đại La Thiên bị phá nát, chứng kiến chính mình lảo đảo đi tới, ở trong tử tịch cùng cô tịch vô biên gào thét, mong tìm được thân nhân sống sót. Hắn nhìn thấy được thế giới thụ khô héo, gặp được Thanh Liên sau tịch diệt, gặp được đạo không chỉ còn lại thể xác, gặp được lô bồng bị phá nát, gặp được văn tự trên lô bồng. Cuối cùng lô bồng hóa thành tro bụi, theo lương khôn cùng bao phủ hắn. Hắn muốn trở lại quá khứ, cứu về thân nhân của mình, một lần rồi lại một lần trọng thương, một lần rồi lại một lần tự tổn hại bản thân, thế nhưng chỉ là vô ích. Nguyên thủy vô kiếp, duy tình tự thương. Hắn nhìn thấy một vị đế hoàng như mộng huyễn đang đi tới trước mặt chính mình, đó là Đế Giang đi vào cảnh trong mơ. Rốt cục Đế Giang mang theo một đạo thần thông của chính mình từ mộng cảnh tỉnh lại, mà chính mình đã giả thân quay về tới bây giờ. Đế Lân từ trong mộng tỉnh lại, khuôn mặt bất giác có dòng nước mắt chảy xuống. Giang Nam ngồi đối diện lặng lặng nhìn hắn. Qua thật lâu sau, Đế Lân rốt cục thoát khỏi tâm cảnh tĩnh mịch cô tịch kia, ngẩng đầu lên nói, Thiên Tôn, vừa rồi rốt cuộc là mộng cảnh hay là sự thật đã xảy ra vậy? Giang Nam cười nói, bệ hạ xem nó là cảnh trong mơ cũng được thôi, trở thành chân thật cũng có thể. Đế Lân trầm ngâm một lát hỏi,
Nếu cảnh trong mơ của Thiên Tôn chính là sự thật, có chứng kiến nguyên nhân dẫn đến tịch diệt kiếp hay không? Nếu như không nhìn thấy, đó chỉ là giấc mộng mà thôi. Vẻ mặt Giang Nam khẽ động, cười nói: thật sự ta không chứng kiến nguyên nhân phát sinh tịch diệt kiếp. Hẳn là ta chú định quay về hiện tại, làm cho tương lai biến thành không biết, chỉ biết chuyện sau tịch diệt kiếp thôi. Đế Lân nhẹ nhàng thở ra, cười nói: có lẽ tinh lực của Thiên Tôn chỉ là một mộng cảnh cực kỳ chân thật. Ta luôn cho rằng tiên đạo vĩnh viễn biến hóa, không có khả năng lâm vào suy sụp, làm cho tịch diệt kiếp tiến đến. Bởi vì tiên đạo vĩnh viễn phát triển, vĩnh viễn không có khả năng dừng lại bước chân đi tới, tịch diệt kiếp sẽ không đến nữa. Thiên Tôn, tiên đạo có tịch diệt kiếp hay không, 1.400.000.000 năm sẽ thấy rõ ràng. Nhưng trong thời gian này, ta cùng Thanh Liên, Đạo Không, chỉ sợ đều sẽ chứng được nguyên thủy. Ta không quan tâm Đại La Thiên, thế nhưng bọn họ thì chưa chắc đâu. Đến lúc đó, chỉ sợ Thiên Tôn phải chuyển nơi ở rồi. Giang Nam nháy nháy mắt, cười nói: ta đang trong tiến bộ, hai người họ muốn cho ta chuyển nơi khác, chỉ sợ cũng không dễ dàng gì. Đế Lân lắc đầu nói: người đã chậm hơn một bước so với Tiên Tôn cùng Đạo Không rồi. Hai người họ đang trên đường đi tới cuối đại đạo, mà đường họ lựa chọn đã được nghiệm chứng rồi, có thể đi thông. Nhất là Tiên Tôn, hắn tích lũy vô cùng hùng hậu, ở đời trước hắn đã sắp tới nguyên thủy, mà bây giờ hắn chỉ thiếu một đường là có thể chứng nguyên thủy. Giang Nam gật đầu cười nói: ta biết bệ hạ cho rằng hắn thiếu một đường, đến lúc đó ta sẽ phá hư một đường này, làm cho hắn chứng đạo muộn thêm một chút, kết thúc căn oán giữa ta cùng hắn. Nói không chừng hắn sẽ cùng bệ hạ cùng nhau chứng đạo, thậm chí còn muộn hơn bệ hạ. Nhưng hắn chứng nguyên thủy thật sự không phải nguyên thủy chân chính, chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương mà thôi. Cho dù hắn chứng được nguyên thủy cũng không qua được tịch diệt kiếp cuối cùng đâu. Đế Lân đứng dậy chuẩn bị rời đi nói: 1.400.000.000 năm có tam tôn nguyên thủy xuất hiện, còn không ngăn được tịch diệt kiếp hay sao? Thiên Tôn không khỏi quá xem thường tam tôn nguyên thủy rồi. Giang Nam đứng dậy đưa tiễn, hai người đi ra khỏi Đại La Thiên, ngôn ngữ đối chọi gay gắt. Giang Nam nói: nếu cảnh trong mơ của ta là chân thật, như vậy nguyên thủy của ba người thật sự là chuyện chê cười rồi. Đế Lân liền truy hỏi: nhưng Thiên Tôn vẫn không chứng kiến được nguyên nhân tịch diệt kiếp trong mộng cảnh, bởi vì chỉ là một giấc mộng. Nếu ngươi khăng khăng muốn nói tịch diệt kiếp sẽ tới, như vậy kiếm từ đâu tới đây? Giang Nam nhíu mày, Đế Lân cười ha ha, phiêu nhân đi xa nói: ngươi cũng không nhìn ra được kiếp là từ đâu tới, không thể chứng thực tương lai sẽ xảy ra tịch diệt kiếp hay không. Cho nên xin thứ cho ta không thể tin tưởng Thiên Tôn được. Thiên Tôn xin dừng bước lại, không cần đưa tiễn đâu. Giang Nam dừng bước lại, suy tư nói: kiếp từ đâu đến sao? Mà lúc này Đế Lân rời xa Đại La Thiên, đi về hành cung của mình. Chờ khi đi vào trong nội cung, Tôn Đại Đế từ từ ngồi xuống. Thế giới thụ hiện lên, tiên đạo linh quang vô tận diễn biến ra hình thái vũ trụ, đều là hình thái tiên đạo thời đại. Trong đó quý tích từng sinh mệnh, sinh linh đều khác nhau, có vô số khả năng. Hắn lấy pháp lực thần thông vô biên chế tạo ra vô số hình thái vũ trụ, bắt đầu suy diễn tương lai. Nhưng tuy năng lực suy diễn của hắn cực kỳ đáng sợ, nhưng bất kỳ hình thái vũ trụ nào suy diễn tới 1.400.000.000 năm liền dừng lại, không cách nào tiếp tục suy diễn được nữa. Đế Lân thử thêm vài lần, lẩm bẩm nói: thật kỳ quái, nếu như thật sự có tịch diệt kiếp đến, vậy kiếp từ đâu tới đây? Rốt cuộc là nguyên nhân gì có thể làm cho tiên đạo thể đại có tịch diệt kiếp đây? Có lẽ do ta quá lo lắng rồi, có lẽ đạn trải qua của Thiên Tôn chỉ là một giấc mộng mà thôi. Thế nhưng chiếc chuông bay ra từ đạo quân điện, hắn không khỏi chợt dùng mình. Năm đó Giang Nam chứng được đạo quân, hắn cùng Thanh Liên Tiên Tôn đạo quả đang không ngừng được hình thành. Nguyên thần của hắn thấy được trong đạo quân điện bay ra một chiếc chuông lớn hướng về Đại La Thiên. Mà trong mộng cảnh Giang Nam triển lãm cho hắn thấy được chiếc chuông kia được Đế Giang đưa về đạo quân điện. Tuy rằng ngoài miệng hắn nói không tin giấc mộng của Giang Nam, nhưng trong nội tâm đã có vẻ phần tin tưởng, bởi vì chiếc chuông kia thật sự từ đạo quân điện bay ra. Nguyên nhân kiếp rốt cuộc là từ đâu mà tới đây? Tinh thần của Đế Lân rung lên, lẩm bẩm nói: mặc kệ kiếp từ đâu mà tới, chỉ
chỉ cần nguyên thần chứng được nguyên thủy, một chứng xuất vài chứng, không còn lo sợ tịch diệt kiếp nữa rồi. Thậm chí mấy đại nguyên thủy cùng liên thủ còn không đối kháng được trung cực tịch diệt kiếp hay sao?